Chào mừng các bạn đã quay trở lại cuộc hành trình của Hoàng Nam để chinh phục một trong những cái đỉnh núi cao ở Bình Định. Và ở trên này có một cái hòn đá mà người dân, người Kinh sinh sống phía dưới gọi là đá chuông. Cái thông tin ở trên đá chuông đó lại có một cái tháp Chăm thì nó không được lan truyền rộng rãi. Nó đang có một thiểu số người biết tới thôi, những thiểu số người đang sinh sống ở xung quanh đây. Và khi một số cái hình ảnh nó rò rỉ, nó khiến tôi kinh ngạc. Bởi vì những cái tháp Chăm nó ở trên đỉnh đồi, ở trên khu vực đồng bằng, ở dải ven biển, chúng ta thấy kinh ngạc về cái sự khéo léo của người xưa rồi, của Vương quốc Chăm ngày xưa. Thế nhưng ở đây nó còn kỳ vĩ hơn, độc đáo hơn, kinh ngạc hơn là họ lại xây ở trên một cái hòn đá khổng lồ, ở trên một đỉnh núi cao. Làm cách nào mà họ có thể là xây được ở trên đó? Rồi lý do vì sao họ xây ở trên đó? Rất nhiều những câu hỏi. Rồi liệu rằng cái nơi mà chúng tôi đang đứng đây ở dưới, ở trên đỉnh núi và dưới cái hòn đá đó, liệu chăng có một cái nền văn minh đã từng có một cái ngôi làng, một cái thị trấn, thậm chí là một cái thành phố đã vô cùng phát triển rực rỡ ở đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên, cùng xem những cái hòn viên gạch đó là làm thế nào mà họ tạo ra được nó, làm thế nào mà họ mang được lên đó, và cái công trình đó có ý nghĩa là gì, về phong thủy của nó ra sao, và ở trên đó nhìn xuống dưới sẽ như thế nào. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nhé. Để đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay thì trong đoàn có rất nhiều người. Ngoài 5 bạn trẻ, là tính cả tôi là 5, thì có thêm chú Hậu là người sinh sống ở phía dưới, cũng như là anh Tuấn cũng sinh sống ở phía dưới. Anh Tuấn thì đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho chúng tôi ở dưới rồi. Còn chú Hậu thì trong lúc tôi đang mê mẩn ngắm đỉnh núi thì chú đã thoăn thoắt đi lên trước. Tuy nhiên thì cái đường đi nó không quá là khó tìm đâu, bởi vì cũng có một cái lối mòn gần như duy nhất dẫn lên đỉnh. Đây, và tôi để ý thấy ở khu vực này toàn đất thịt thôi các bạn. Nếu như ở dưới là đất đỏ, rồi những cái loại đất mà có vẻ cả tưởng chừng như rất cằn cỗi, thì trên này lại màu mỡ lạ thường. Ở xen lẫn đất là rất nhiều những cái hòn đá. Tôi không biết là những cái hòn đá này là đá tự nhiên hay là ngày xưa nó đã từng là một cái công trình, một cái nền móng gì đó của cái nền văn minh đã bị lãng quên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên để đấu trí thử sức, làm cách nào để chinh phục được cái hòn đá khổng lồ ở trên núi này. Khi mà lên tới đây thì cuộc hành trình vô cùng vất vả. Nó đã ngốn của chúng tôi hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà theo tính toán của chú là đáng nhẽ bình thường, tốc độ bình thường mà chú dẫn đi trung bình ấy là khoảng 4 tiếng đi bộ. Đấy. Tôi đang đứng dưới một cái tán cây rất là đẹp luôn. Và chúng tôi cũng đã trải qua hơn 2 tiếng rồi. Và đấy là tốc độ đi rất nhanh, gần 3 tiếng. Và bây giờ là những cái thời gian còn lại để chinh phục cái ngọn tháp ở trên nữa. Chú Hậu là đã từng là một giáo viên tiểu học, hiện nay là 64 tuổi đã về hưu, nhưng mà chú, tinh thần của chú thì rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là tôi với chú sẽ có thể tìm cách để lên được cái ngọn tháp đấy mà không cần dây. Ồ, tôi đang nghỉ chân ở một cái khu vực mà có rất nhiều cái hoa trắng, nó mọc lăn tăn ở phía dưới. Đây các bạn này. Đó, một cái thảm thực vật thơ mộng và thanh bình. Bây giờ thì hình như là chú đã tiếp cận được hòn đá rồi à? À, đấy. Tự nhiên trên đỉnh núi này lại có một cái hòn đá siêu to khổng lồ này. Nói chung rất là kỳ lạ. Và có thể là thiên nhiên vô tình nó tạo ra như thế, hoặc là có thể là có thêm một chút tác động của con người nữa. Nếu ví dụ như là tôi mà một cái dân tộc mà tôn thờ đá như vậy, thì mình cũng có thể là tác động thêm một chút. Ví dụ như là hòn đá nó chưa được đẹp lắm thì mình có thể cho thợ lành nghề đến để tạo hình cho nó một chút cho đẹp. Đây. Vâng. Lên đấy, lên đó thì đơn giản thôi. Tối khi đó lên đơn giản nó có coi cho thằng kia. Vâng. Lên cái bậc này là khó nhất. Tức là hiện nay chúng tôi sẽ có chia ra làm 2 chặng.
để lên được đó. Chặng thứ nhất là đây các bạn, thực ra là đây như kiểu là có hai hòn nó chồng lên nhau, thì lên được cái hòn thứ nhất thì chúng tôi đã có một cái chiếu nghỉ, và từ đó lên kia thì có vẻ như thoải thoải hơn. Có cái khe để đấy, có khe có cây để bám vào để đi lên. Còn bây giờ làm sao lên được cái chiếu nghỉ đó thì nó sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng không sao cả, bởi vì đã từng có người lên được rồi bằng tay không, thì không có lý do gì mà chúng tôi, những người đã bỏ ra hàng chục năm để đi khám phá, lại có thể đầu hàng. Tôi cũng chưa đầu hàng một cái gì nó quá là khó cả. Đấy, thì ngày hôm nay tôi đã mất công đến đây rồi thì tôi cũng không để cho mình đầu hàng được, sẽ phải tìm mọi cách để lên. Tất nhiên là cũng không đến mức là đánh đổi đến tính mạng. Mình sẽ phải tính toán, phán đoán, sử dụng cái gì, hay là chỉ sử dụng sự khéo léo của bản thân thôi để lên. À chà, à vâng, à, khi mà tới được cái chân cái hòn đá thì chú Hậu nói với tôi rằng là cần phải có một cái thủ tục tâm linh, lên tới đó đi, lên tới đây thì phải thắp hương cho Phật, cho Quan Âm ở đây. Thì ở đây tôi thấy có một cái hòn đá rất kỳ lạ này, hòn đá này như kiểu là cái con rắn nhiều đầu ấy chú nhờ. Đấy, hình ảnh con rắn nhiều đầu mà trong cái đạo của mọi người cũng hay thờ ấy. Ở bên Campuchia cũng hay thờ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ vào để thắp hương. Ở đây có một cái hốc chứng tỏ rằng là cũng có rất nhiều người đã lên đây rồi, là đều là những cái người dân địa phương. Họ lên đây để họ thắp hương, họ cầu mong cái điều gì đó. Còn để mà trèo lên được cái ngọn tháp, bởi vì đơn giản là họ chỉ thấy rằng đây là một cái nơi thiêng thôi. Còn để trèo lên ngọn tháp thì tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng thể làm được. Bây giờ thì tôi sẽ thay mặt đoàn để xin thần linh thổ địa, cái vị mà ở chốn linh thiêng này từ ngàn đời, họ có thể che chở cho chúng tôi một chuyến đi được an toàn. Và tôi hứa là sẽ hết sức giới thiệu cái điều này đến cho nhiều người hơn, để mọi người hiểu biết về một cái nơi mà đáng lẽ ra nó phải được nhiều người biết hơn thế. Chú Hậu là xin bà, tức là đây cũng là một trong dãy núi bà đó. Bà thì là đúng ra là chỗ này là một núi Cẩm Phun, cũng như là ở ngoài kia thì có mẫu đấy, thì là như là mẹ đấy, là che chở đất mẹ. Đính như là cống và tròn con năm. Hôm bữa con vừa xin là bà cho trùng buồn chú gió lên một cái dẹt này, nam rồi. Chú xin lên cái dẹt, một cái lên liền. Thì, rồi, chúng tôi đã xin xong rồi. Bây giờ thì rồi, bắt đầu lên thôi. Sau khi đưa chúng tôi lên đây rồi thì chú Hậu nói rằng là ai đủ sức khỏe lên thì lên. Chú thì sẽ không lên. Là bởi vì lý do là chú lớn tuổi và chưa tự tin lắm, đúng không ạ? Rồi không sao. Có vẻ như là trong đoàn có mỗi mình tôi là đang háo hức náo nức nhất cái thử thách này. Thì bây giờ mình sẽ nghe theo cái sự chỉ bảo của chú, cũng như là theo cái phán đoán riêng của cá nhân tôi, để đưa ra một cái phương án hợp lý nhất. Đây, và tôi không chỉ tự lên mà tôi còn phải cầm theo một cái thiết bị quay nữa. Ta lên được trên này là ok rồi đúng không chú? Vâng. Vì đây, lại chỗ đây. Dạ. Leo khoảng ấy. Chỗ này á, hai chỗ vô chỗ trong đây lên đây này. Nó có khi đó mình bám hai cái tay này, bám tay bên này một ô, tay kia mình theo một chân mình đạp đó, nó có những cái móc đó. Rồi, cháu hình dung ra rồi. Rồi, tôi hoàn toàn tự tin là có thể tự mình lên được.
canh nhất là chỗ này. Còn đây lên đây là phải đi thang nha. Rồi, tôi quyết định là sẽ không sử dụng giày dép, tôi sẽ đi chân đất lên. Đúng rồi, không gì đi được. Vâng. Tắt thôi. Không, không cần tất luôn. Không, tắt tắt. Tất à? Tắt. Làm lại đều chừng ê chừng mình chịu đâu. Vâng, được rồi, thì tôi sẽ bỏ dép lại, tôi sẽ đi tất. Tắt. Và bây giờ chú ở dưới chú sẽ tư vấn nha. Đây, lại chỗ đây. Lại đây này, em múp đấy. Bắt đầu đi vô là quẳng lại. Đây này, chỗ này nó có mấy cái khi lỗ đó mà. Đây cái lỗ tỉ ly đây này. Vâng. Bây giờ thì tôi sẽ men theo lời của chú Hậu đi theo cái con lối này. Đây gần như là một cái lối duy nhất. Và thật kỳ lạ là trên đá nó cũng có rất nhiều những cái vị trí bám để cho chúng tôi có thể lên được. Ồ, tôi thấy là những cái ngọn núi ở khu vực Nam Trung Bộ nó khác với Hà Giang. Hà Giang thì toàn núi đá tai mèo. Để mà leo lên đây thì nó nguy hiểm, nó đau hơn rất là nhiều. Còn ở đây thì mình hoàn toàn có thể là bình tĩnh để lựa theo đi lên hướng này đúng không chú? Rồi. Có rất nhiều cái vị trí để tôi bấu vào đây. Đấy. Nhưng mà nói chung là cũng không thể chủ quan được. Mình luôn để cho một cái tư thế lực là mình khi mà bị rơi xuống thì có thể bấu được vào. Bấu được vào đâu đó. Xong lên đây hả chú? Rồi. Đây có vẻ như cái khu vực khó khăn nhất này. Thế bây giờ tí nữa xuống như nào chú? Sang hẳn bên đây à? Ây da. Để đang thiếu chỗ bấu đây này. Bấu tay lên cao mà nâng lên được không? Trên này đúng à? Đúng rồi. Đấy thì phải lên đây chứ. À. Ây da. Ui da. Ây da. Không hề đơn giản như là lúc đầu tôi nghĩ. Hồi trước là có sợi dây ở đâu hả chú? Ây da. Đây là cái vị trí khó khăn nhất rồi. Không, nhưng mà vẫn cảm thấy chưa an toàn. Vẫn cảm thấy chưa an toàn. Bây giờ chỉ có là hên xui may rủi thôi. Như nào nữa chú? Không ổn rồi chú ơi. Khó lên lắm. Cái này làm sao mà lên được? Có lẽ phải tính lại thôi. Bởi vì là bây giờ ngồi xuống còn khó thế này. Ây da. Chú ạ, bây giờ ngồi xuống còn khó ấy. Thế mà chú ở dễ. Không biết là các bạn với góc nhìn flycam thì là có nhìn ra thấy chỗ nào không? Tuấn nhìn thấy chỗ nào không? Chỗ nào có thể đi tiếp không? Thì tất nhiên. Cái đây xuống là kiểu gì còn khó nữa là. Đây gì? Không hiểu sao ngày xưa người ta lên được nhờ.
Không, ngày xưa để xây lên để làm cái tháp ấy. Ờ. Thế bây giờ bây giờ có ai muốn thử sức để lên không? Bây giờ là Nhân có lên không? Từ từ nha, thế để anh xuống. Có lẽ tôi là quá già để chinh phục cái thử thách này rồi. Các bạn ạ, bây giờ làm sao để bây giờ làm sao để anh ngồi xuống được đây? Không, chú nói thế thì càng khó cho cháu. Bây giờ phải bình tĩnh để lựa thôi. Này, bây giờ anh mà ngã thì là dưới có đỡ không? Đỡ nhá. Bây giờ tôi xác định là có khả năng là mình sẽ ngã, bởi vì vừa rồi tôi phải cố hết sức để mới có thể đứng lên được. Đấy, nên bây giờ mà để mà bây giờ để mà ngồi xuống chỗ này dễ lắm ấy, bởi vì là cái chỗ này nó bị bầu ra. Đây này, nó không có điểm tựa ấy. Chứ giờ bên mình phải đứng đây để đứng đây suốt đời chăng? Khó đấy. Bởi vì phương án này là có tay để cầm, còn phương án vừa rồi của chú là cứ phải không đứng được đấy. Không ổn rồi. Bề trong đầu tôi đang có những cái phương án xấu nhất có thể xảy ra. Bây giờ cố làm sao để ngồi xuống. Ngồi xuống thì phải có một cái điểm tựa đấy để tôi có thể cúi xuống, nhưng mà bây giờ hiện nay đang không có. Tay bắt đầu mỏi. Không, chú đừng đấy. Chú đừng nói, để cháu khắc lựa lựa. Bây giờ xong tay để đâu nữa? Không thể ấy xuống được. Được chưa? Rồi. Ơn giời. Khó lắm. Ôi giời. Ơn giời. Là mình tưởng là bỏ mạng ở đây rồi đấy các bạn. Ngã xuống là vỡ đầu luôn. Đó. Bởi vì là sao? Cái tay của chúng ta nó không thể bấu mãi được. Nó rất là mỏi. Ngồi đây xuống dưới được hả chú? Có cái bấu gì ở dưới không? Không, ra ngoài chỗ đó. Chỗ nào? Ừ. Nói chung là mọi phán đoán thì phải ấy rồi. Phải Không được. Được không? Được nhá. Chân này vào đâu? Đây à? Rồi. Lùi lại tí. Từ từ. Lùi cái chân này lại tí. Từ từ, được rồi. Rồi. Ôi trời ơi. Mọi thứ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Thiên nhiên, mẹ thiên nhiên, nó là cái gì đấy rất là hùng vĩ. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ là từ những cái bức hình ở trên mạng. Mình rất là muốn khám phá. Cái tinh thần của mình là có, nhưng mà cần cái sự chuẩn bị. Đó. Và sự chuẩn bị đây là cần phải có những người đã từng lên đây rồi, những người bản địa mà họ có kinh nghiệm leo trèo rồi thì nó sẽ tốt hơn. Còn với một người mà
ở xa xôi, thậm chí lại còn ở thành phố như tôi. Thì cái kỹ năng đó nó chưa được rèn luyện hàng ngày, mà mình cái tinh thần như này thì tôi nghĩ rằng là lại để ngỏ một cái rồi. Thì bây giờ là không khám phá được thì rất là tức, rất là ấm ách, ấm ức trong lòng. Bây giờ là nhân thế nào? Để em thử. Em thử à? Cũng chưa chắc đâu. Có dám, có chắc là thử không? Có, lần thử. Thôi được rồi, thử nhá. Dạ. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Em nhìn là em biết nguy hiểm rồi. Nhưng mà em... Thôi, anh nghĩ rằng là em không nên đánh đổi, bởi vì em cũng thế. Em cũng đâu phải là người ở núi đâu. Bây giờ làm sao mà gọi được cho một ai đấy có kinh nghiệm lên đây? Thật là đáng tiếc. Ây da. Tôi thấy rằng là ví dụ như cái núi đá tai mèo có khi còn dễ đi hơn, bởi vì ở đây là cái chỗ bấu víu nó ít quá. Núi đá tai mèo thì nó nhiều cái bấu víu hơn, mặc dù nó nhọn, nó đau hơn. Đấy. Chứ tôi cũng không muốn là trong đoàn ngày hôm nay mà xảy ra một cái bất chắc gì nó xảy ra cả. Đấy. Không. Nó có cái kia chứ mà nó đi. Ui giời. Không có chuyến mà leo dài. Bộ. Nào đỡ. Được chưa? Xuống này luôn. Nỉnh quá kéo luôn ạ. Không sao. Rồi. Bởi vì sao? Mỏi hết cả tay. Mỏi là căng hết cơ rồi. Ui giời. Giờ tôi mới hiểu Tôn Ngộ Không ngày xưa bị đầy thế nào. Trong một tư thế quá khó. Cái gì cố thôi, không nên cố quá thành quá cố. Em không nên lên đâu. Cái gì mà khi nào mình cảm thấy không đủ tự tin thì thôi. Có thể nhiều bạn sẽ cười tôi. Mà tôi kệ cho mọi người cười. Bởi vì là mình có nhiều thứ để đánh đổi. Bởi vì mình có thể có những cái phương tiện và có những cái cơ hội khác, chứ đây không phải cơ hội duy nhất. Thì bây giờ tôi sẽ thay vì lên, tôi sẽ sử dụng chiếc flycam của mình để lên trên đó thám hiểm. Các bạn hãy đồng hành cùng tôi qua những cái thước phim được ghi lại bằng máy bay nhé. Tôi đã nhìn thấy ở trên đỉnh của hòn đá, đó là một cái tháp. Cái tháp này thì có lẽ là không thể nhận biết ra được, bởi vì nó đã bị thời gian nó phủ một cái màu rêu giống như là đá rồi, không thể phân biệt được. Bây giờ thì mình sẽ thử tiến lại gần hơn. Từ đây thì các bạn có thể thấy rằng là quá hùng vĩ, từ cái ngọn tháp này có thể là bao quát được một cái khu vực rộng lớn của cái mảnh đất này. Và không nói gì đến việc ở đây là một cái nơi mà có thể là quyền quân sự. Tôi nghĩ là nếu mà ngày xưa thì người Chăm hay sử dụng những cái tháp này để mạnh về tâm linh hơn. Tôi đã có thể nhìn thấy những viên gạch nó rơi xuống. Các bạn biết sao? Bởi vì cái nền móng là một hòn đá thì nó sẽ chịu về nhiệt độ rất là nhiều, về nắng mưa, nó không có cái bệ đỡ và nó càng không có cái sự bảo dưỡng thường xuyên của con người. Nó cứ để mặc đó thôi, thì cái chuyện mà gạch đá nó rơi xuống này là cái chuyện bình thường. Không biết là ở dưới này có cái viên gạch nào rơi xuống không chú nhở? Không có. Đấy, thì tôi đang tiếp tục cho máy bay bay một vòng nữa. Hiện nay có rất nhiều những cái cây cỏ nó đã mọc bao phủ lên cái tháp này rồi. Nếu mà dựa trên cái định vị này thì cái tòa tháp này nó xây theo đúng bốn hướng là đông, tây, nam, bắc. Đây, cái hướng mà chúng ta đang nhìn thấy là chính là hướng tây. Còn đây tôi đang đưa về hướng nam. Đây chính là hướng nam của tòa tháp. Gạch này, gạch từ ở trên tháp rồi gạch nó rơi xuống hòn đá. Mà công nhận là người ta tính toán làm sao mà hàng trăm năm trước, gần 1000 năm trước mà xây được một cái tòa tháp ở trên cái hòn đá mà nó vẫn còn vững vàng như thế này.
Chứ hiện nay mà xây một cái tòa nhà bình thường thôi, ở trên một hòn đá thôi, nó đã xuống cấp rất là nhanh rồi. Có vẻ như là về tín hiệu nó bắt đầu nó không được tốt cho lắm. Tôi đã bị mất tín hiệu với chiếc máy bay của mình rồi. Bây giờ phải... nó đã bay ra một vị trí khác. Đây, nếu mà nhìn vào những cái viên gạch ở dưới, hình như là có ai đấy đã từng xếp một cái chữ gì ở dưới đúng không chú? Là chữ gì ấy chú? 9C à? Lớp 9C. Các bọn trẻ con lớp 9 nó còn leo lên được. Nhưng mà đã từng có ai ngã gì ở đây chưa chú? Chưa. Chưa à? Nghe, bởi vì các bạn trẻ, các bạn ấy không sợ, không ngại. Còn mình thì bắt đầu là có những dấu hiệu về sợ, về ngại rồi. Đây là cái hướng đông này. Hướng đông này thì bị cỏ mọc hết rồi các bạn. Kia là biển kìa các bạn kìa. Bên nhá, các bạn nhìn thấy biển thì là chính đông nhá. Còn đây cái mặt này của tôi thì chính là phía tây. Chứ mặt phía tây là gần như đổ hết, tôi sẽ bị nói hơi ngược bởi vì dựa vào cái sơ đồ của máy bay. Đó, mặt phía tây thì gần như là bị đổ hết. Và cây cối đã xâm thực rồi. Và bây giờ mình sẽ vào gần hơn một chút xem nào. Mặt phía phía đông tôi ra ấy thì gió rất lớn và máy bay của tôi ra đấy phát là mất sóng luôn. Vậy tôi sẽ vào gần hơn. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy rõ bên trong của cái tháp này. Nó cũng là rỗng, giống như là rất nhiều những cái tháp chăm khác. Đây là bình thường người ta sẽ để những cái bức tượng thần và để mà thờ cúng ở trên này thì có lẽ là không biết là bao nhiêu lâu họ sẽ thờ một lần. Nếu là ngày xưa. Đấy. Giờ tôi sẽ cố ra phía mặt phía, đây là mặt phía bắc. Mặt phía bắc của cái tòa tháp này. Đây. Sau một hồi thì tôi cũng có thể là định hình ra được những cái mặt của tòa tháp. Phía bắc này thì nó cũng bị lõm vào. Gạch nó cũng đã rơi xuống khá nhiều. Tuy nhiên ở đây phía bắc là không có cửa đúng không chú? Chỉ có một cửa duy nhất thôi. Một cửa duy nhất là ở chính đông. Chính đông là mà cái nhìn ra biển đây này. Đấy. Mà tôi cứ ra đây là bị mất sóng các bạn. Đấy, lại mất sóng rồi. Là không thể bay ra được tiếp. Đấy, thật là đáng tiếc. Đấy, và máy bay nó tự động nó đi về rồi. Và bây giờ thì sau khi chống chọi lại với tự nhiên rồi các thứ thì bây giờ tôi quyết định là sẽ cho máy bay của mình xuống. Một phần là để đổi một viên pin khác. Một phần là để tìm một cái vị trí mà sóng nó tốt hơn. Thực sự với các bạn là khi Nam đang ở trên cái hòn đá hòn chuông ấy kìa, trong cái tình thế là tay chân mình gần như tê cứng và mình phải đứng trước những cái sự lựa chọn là tiếp tục mạo hiểm để đi lên tiếp hay là đi xuống, thì trong cái giây phút đó thì Nam nghĩ tới những cái gì mà thuộc về trách nhiệm, những cái gì thuộc về lưu luyến, thì cũng chia sẻ thật với các bạn là cuối năm nay chứ còn vài tháng nữa thôi thì Nam đón chào một thành viên mới, đó là Hoàng Nam Nhí. Đây thực sự là Hoàng Nam Nhí của Hoàng Nam. Do đó mình nghĩ rằng là mình bắt đầu có những cái vấn đề cần phải tính toán, phải suy nghĩ, đặt ra trước khi quá mạo hiểm. Thì do đó Nam đã quyết định là đi xuống, bởi vì mình còn có những cái trách nhiệm khác. Trẻ cậy cha, già cậy con. Nếu mà mình bị làm sao đấy thì đó là một cái ác mộng đối với con mình. Khi mà nó được sinh ra thì mình rất muốn là con sẽ có được một cái sự ra đời cũng như một cái tương lai, một tuổi thơ tuyệt vời bên Nam. Và Nam nghĩ rằng Nam sẽ có những cái nội dung mới khi mà con ra đời để chia sẻ cùng với các bạn, khi mà mình thực sự có một người bạn đồng hành trung thành là một đứa con do mình đẻ ra. Chú Hậu bảo rằng là hầu hết mọi người đến đây mặc dù cố gắng mấy thì cũng
không thể leo được bởi vì cái sự nguy hiểm của nó. Và chú ấy chỉ cho tôi một cái vị trí mà có thể leo lên để ngắm tốt hơn. Một cái đó là chính là một cái hòn đá bên cạnh. Đây bây giờ chúng tôi sẽ đi theo chú. Chú Hậu rất tỉnh nhá, thảo nào ngay từ lúc đầu bảo chú lên cái hòn kia không, chú không lên. Này, chú đã bảo đi rất nhiều rồi. Và chú quá hiểu là nó nguy hiểm như nào rồi. Đấy, chứ nếu mà nó dễ đi thì chắc là chú đã lên đến rồi. Mà trong đời chú chưa bao giờ lên đấy đúng không? Chưa bao giờ lên luôn. Và cũng may là bây giờ cái thời đại giờ cũng có nhiều cái thiết bị ấy, khiến cho mình có thể là hiểu được ở trên đó như thế nào mà không cần phải lên. Wow. Ôi. Thú thật các bạn là bây giờ chân tay tôi nó bủn rủn, vừa rồi phải bấu víu á. Tôi mà đứng ở trên đấy khoảng 5 phút nữa thôi là thôi, lúc ấy chắc bỏ tay bỏ chân ra đấy. May nào mà có sự giúp đỡ của anh em thì tôi có thể đã xuống được. Hay lựa vào thế cây chú đã lên được đây rồi. Bây giờ là thay vì chinh phục đá hòn chuông thì tôi chuyển sang chinh phục cái hòn đối diện đá hòn chuông. Có vẻ như là dễ hơn. Đấy. Cũng may là có những cái cây này rất là thú vị, khiến cho cái việc leo trèo dễ hơn rất nhiều. Và lên đây đúng là mở rộng tầm mắt. Wow, tuyệt vời. Gió mát luôn. Đây. Và trên này thì có thể nhìn thấy được cái đá hòn chuông cũng như là cái tháp nhỏ nhỏ ở phía trên kìa các bạn kìa. Từ đây thì nhìn lên cái đá này cũng kỳ vĩ thật. Cháu đã biết được rằng là ở bên Myanmar có một cái hòn đá cũng màu vàng, được chuông, cũng giống cái chuông mà nó nhỏ xíu à, mà đã bao nhiêu người đến rồi. Còn ở đây mà cái hòn kỳ vĩ như này nữa, nếu mà biết khai thác tốt thì cháu nghĩ là nhiều người đến đây đấy nhờ. Công nhận là người Chăm họ ấy thật, họ để lại ấn tượng thật. Wow. Thực sự là Việt Nam, nếu như các bạn theo chân tôi thì đã đi bao nhiêu địa điểm rồi, bao nhiêu địa phương rồi. Mỗi một chuyến đi đều mang cho mình những cái kiến thức mới, những cái trải nghiệm mới. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi mà tới với Bình Định tôi cũng không nghĩ rằng là mình có thể tới được đây. Mình chỉ nghe mọi người nói rằng là có một cái vị trí nó hùng vĩ như vậy, nó kỳ lạ như vậy, nó bí ẩn như vậy của người Chăm. Và khi mà đến tận mắt chứng kiến thì bao nhiêu cái suy nghĩ, cái suy đoán, suy luận của tôi nó tuôn trào ra. Bởi vì đối với tôi, khi mà tới thăm một cái địa điểm không đơn giản là mình nhìn ngắm nó, mình chiêm ngưỡng nó, mà mình còn đặt ra rất nhiều những câu hỏi. Đó là vì sao người ta xây dựng nó, vì sao lại là vị trí này, và rất nhiều những câu hỏi khác. Có lẽ nhiều bạn khi mà đồng hành cùng với Hoàng Nam sẽ có chung sở thích như vậy. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai đây sẽ là một địa điểm vô cùng là đáng nhớ của Bình Định, bởi vì thực sự nó xứng đáng được như vậy. Và người Chăm xứng đáng là một trong những dân tộc vô cùng là khéo tay, vô cùng là hào hoa trong đại gia đình các dân tộc anh em Việt Nam. Và ngày hôm nay mặc dù tôi không chinh phục được cái núi đá chuông này, cái hòn đá chuông này, thì nhưng mà tôi cũng không cảm thấy rằng là mình có cái gì đấy mình quá áy náy cả, bởi vì tôi đã hết sức rồi, tôi cố hết sức rồi. Đối với cái một người như tôi, một tuổi như tôi tới đây bằng một cái tinh thần như vậy thì tôi nghĩ là nó đã giải tỏa hết được những cái vấn đề ở trong cái suy nghĩ của mình. Có thể sẽ hẹn núi đá chuông vào một thì tương lai khi mà nó được đầu tư bài bản hơn, để không chỉ riêng tôi mà rất nhiều các bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng. Và khi tới đây thì tôi cũng thêm yêu mảnh đất Bình Định hơn, thêm hiểu hơn về văn hóa của người Chăm, cũng như là thêm yêu hơn đồng bào người Chăm. Và chắc chắn là trong tương lai tôi sẽ
làm thêm nhiều clip về đồng bào người Chăm. Xin mời các bạn hãy cùng đón xem những clip tiếp theo của Hoàng Nam nhé. Còn bây giờ có lẽ là anh Tuấn ở phía dưới đã chuẩn bị xong bữa cơm rồi. Chúng ta sẽ cùng xuống để xem là bằng những cái nguyên liệu gồm nhiều cái món mà lấy từ ngay tại khu vực này mà được cho rằng ngày xưa người Chăm họ đã trồng ở đó, thì anh ấy chế biến ra được một món ăn như thế nào nhá. Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Việt Nam có quá nhiều điều thú vị, quá nhiều điều bí ẩn, quá nhiều những cảnh đẹp cũng như là những công trình của con người tạo ra. Hãy tới Việt Nam, hãy khám phá Việt Nam. Yeah. Trên đường về thì chú Hậu còn hướng dẫn mọi người hái một loại lá cây về làm trà. Nô ơi, anh xem cái cây này nào. Cái này là cây dum hả chú? Cây dum. Cây dum này là theo lời chú là chữa được đau dạ dày. Là chúng ta về chúng ta sẽ sử dụng nó như một loại trà hả chú? Là hãm lên uống à? Đấy. Bây giờ chúng tôi đang gần tới cái khu bếp của anh Tuấn rồi. Không biết là anh ấy đã sắp sẵn mâm ra cho chúng tôi chưa? Chúng tôi việc đến và chúng tôi ăn thôi, hay là chúng tôi vẫn phải sắp ra? Thì tôi có vẻ như đang được voi đòi tiên. Thế nhưng mà biết đâu anh ấy là một người rất là tinh tế. Anh biết là chúng tôi đi mệt, anh ấy đã bày sẵn ra rồi, mâm đũa rồi đề huề hết rồi, thậm chí là nước chấm còn vắt chanh cho rồi. Thì không biết là có đúng như thế không. Thì bây giờ là đây, chúng tôi đang nhìn thấy anh ấy rồi. Anh ấy đang ngồi tư thế của gai sa bên mâm cơm. Chào anh Tuấn nha. Rồi. Chúng tôi đã thấy là rau sống đã được rửa sạch, làm sạch này. Cá đã được nướng này. Rồi cái nồi này là những cái nồi gì đây? Đây nước chấm à anh? Cơm. Đây cơm này. Đây là canh. Canh này. Cá lóc nướng thôi. Nói chung là đầy đủ rồi. Đó. Bây giờ thì ăn thôi nhở? Mọi người có muốn nghỉ ngơi gì xong ăn hay là ăn luôn? Ăn luôn xong rồi về luôn. Ăn xong về sớm. Ăn sớm về sớm nhá. Thế còn cái lá của chú thì có đun luôn ở đây không hay là mình mang về? Là zoom ấy. Anh em có dùng cho đây có trà rồi. Vâng, à có trà luôn rồi cả. Có trà rồi. Vâng, thì trà thì anh ấy pha như nào? Trà nó chưa pha mà. Đã pha đâu? Đấy. Chưa pha. Chưa pha. Không có nồi để pha. Thôi dùng dỡ ra cái nếp nào đó mình nấu ra nấu trà đi. Thôi để thôi cứ ăn xong đi. Rồi, anh xem. Ăn xong nấu nha. Đây, ở bên cạnh một con suối dưới những tán cây mát mẻ. Không biết cây này có phải cây xoài không? Không. Không phải cây xoài. Thì chúng tôi cho rằng đây là một trong cái khu vực mà ngày trước người Chăm đã từng sống ở đây, hoặc ít nhất là một đội thợ đã từng ở đây để xây dựng nên cái tháp kia. Và chúng tôi đang nghỉ ngơi và sẽ sử dụng bữa trưa của mình ở đây. Bây giờ thì theo đồng hồ thì cũng đã là gần 12 giờ. Đó. Thì hy vọng rằng ăn xong tầm 1 giờ thì chúng ta xuống núi là vừa, chúng ta hạ sơn. Rồi, vâng. Chú chào sớm quá, để tí nữa chào. Vâng. Đây cơm chín rồi các bạn, cơm chín, thậm chí cái giá của cái nồi cơm song gang này vẫn còn in cả vào cơm này. Đấy, lần đầu tiên khai trương phá trinh em nồi. Thì bây giờ đây để em mỗi người một tay đi mọi người ơi. Mỗi người một tay đi. Bớ ra rồi đơm ra đi. Đấy, đơm ra. Cái cơm này anh cho hơi nhiều gạo này. Nó chật ních cả cái nồi cơm rồi. Không, cái nào gẹp thế nào nó chín như nếu mà. Đấy, nó không bao giờ chín. Nó nở nhanh quá. Thì anh phải cho ít gạo thôi. Nào, em đưa anh cái bát nào. Cơm được nấu bằng nước suối đấy. Chỉ đem mỗi gạo dưới lên, gạo với nồi dưới lên thôi. Thơm à? Thơm. Em ấy nồi canh ra đi, mở nồi canh ra đi. Đấy, xử lý đấy, cho cá vào đĩa. Mỗi người một việc đi cho nhanh. Canh có lá ngổ này, cá này. Rồi có cả lá giang à. Lá giang chua chua.
Hay bây giờ cho anh một bát canh trước đi. Đây, em lấy cho anh một bát canh trước để anh thưởng thức cái hương vị của nó xem như thế nào. Cái này giống nhà đông con quá. Bây giờ xin phép mọi người, trong lúc mọi người đang chuẩn bị thì tôi sẽ ăn thử một bát canh. Bởi vì không biết là với mọi người nào chứ với tôi cũng như là nhiều người ở ngoài Bắc ấy thì bao giờ vào mâm ấy, thường kiểu mệt quá sẽ làm một bát canh cho tỉnh người. Đấy là theo quan niệm của mọi người, giờ tôi sẽ ăn thế nào. Lá ngổ ngon quá, thơm. Ngon thật. Lá ngổ chỉ lên đây mới có thôi nhá. Thịt cá cũng ngon. Nói chung là anh Tuấn khá là tháo vát. Bài toán cho anh ấy là nấu làm một bữa cơm mà anh ấy làm tươm tất luôn. Tuyệt vời. Một bữa cơm giữa núi rừng. Ô, anh ấy bóc thịt cá ra thả hết vào trong cái bát nước chấm. Cái này là đây là cách ăn của người miền Trung và miền Nam rồi. Chứ ngoài kia ăn là gỡ bao nhiêu thì mới chấm, ai ăn người chấm. Còn đây cho hết bát nước chấm thì nhỡ đâu nó mặn quá hay sao anh nhỉ? Công nhận là bát canh này một chút cay cay của ớt mà chua chua của lá giang cũng là cái vị hăng hắc của cái lá ngổ này nó tạo cho cái hương vị cực kỳ đặc biệt. Nói chung là ở nhà hàng thì, hay ở nhà chúng ta có thể nấu được cái món này, nhưng mà để ra được cái vị này thì phải ở đây, phải ở khu vực núi Bà, dãy núi Bà và đặc biệt là gần cái đá chuông, đá Hòn Chuông thì mới có thể là có được những cái hương vị như này. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ ăn nhanh để có thể là có thêm sức lực để tiếp tục hành trình đi xuống. Xin mời các bạn hãy ăn cùng chúng tôi nhé. Ăn đi mọi người ơi. Để cảm ơn thầy Hậu và cũng như là anh em ở đây thì con có một chút một chút quà con gửi mọi người. Có gì thầy đại diện thầy gửi cho mọi người giúp con nhá. Con cảm ơn thầy rất là nhiều cũng như mọi người và chúc thầy luôn mạnh khỏe, cũng như sau này thì có thể phải xa rừng, xa núi, xa biển thì thầy vẫn lạc quan, và nếu mà nhớ quá thì mình lại về thăm quê nhá. Dạ. Dạ. Cảm ơn các con. Dạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Tôi yên tâm rồi, trọn vẹn một cuộc hành trình. Thì bây giờ thì đi về thôi. Và có lẽ phải nghỉ ngơi thật là nhiều để lấy lại sức, sau đó thì tiếp tục những cuộc hành trình khác.